Hello cả nhà, lại là em đây. Ơi, vô một cái con đường đi vô nhà đẹp quá đi. Đẹp lắm cả nhà ơi. Trong này không phải là highway cho nên em đi chậm em quay được, rất là đẹp luôn, quay chia sẻ tới mọi người. Quá trời đẹp. Đẹp xuất sắc luôn á. Có mấy cái cây nó rụng rồi chứ còn không á là đẹp hơn nữa nha mọi người. Gì tôi tới đây xong tôi không có chiếc xe nào, tôi đứng giữa đường tôi chụp hình của em. Đẹp lắm mọi người ơi, tiếc rừng lắm nên không có mặc đồ đẹp, đáng lẽ phải mặc một cái đầm đẹp thiệt là đẹp để chụp hình, lâu lâu có cơ hội được chụp hình đẹp với mấy cái cây mà đẹp lắm nha mọi người. Chỗ này sao police đứng gì quá. Đi vô rừng không mọi người? Tự nhiên tôi sắp đi vô rừng thì phải. Đẹp lắm luôn mọi người. À, thung lũng tình yêu. Đi. Thung lũng tình yêu nha cả nhà. Đà Lạt mộng mơ. Đã về tới Đà Lạt rồi. Trời ơi, quay nói khung nói điên đi chơi cho vui nha cả nhà. Chứ nếu mà em quay thường xuyên em hay nói chuyện với mọi người đó, thì em sẽ nói chuyện nhiều hơn á. Còn bây giờ đang quay cảnh hoặc mọi người cái dốc á xa lắm cả nhà thấy không, cái dốc lên cũng cái dốc nè, bây giờ đi leo lên nè, và hai bên đường là cây không. Wow, quá xuất sắc. Cứ đi hoài luôn chưa biết đi đâu nha cả nhà. Đi đi đi, cứ đi đi. Và một ly cà phê. Con đường này tự nhiên em nhớ lại muốn hát một cái bài đó, bài Bùng Lá Me Bay. Mà sáng sớm rồi, chưa ăn sáng, muốn cà phê hát không nổi. Bình thường hát không nổi rồi. Sáng sớm nữa không không lên được luôn á. Đẹp quá ha cả nhà, xuất sắc luôn á. Ồ, chưa bao giờ em đi con đường nào đẹp như vậy, quá đẹp, đẹp lắm mọi người ơi, quá trời đẹp luôn. Nhiều khi tối nay là bên em trời sẽ mưa nè, em nghĩ hôm nay chỉ là đẹp thôi chứ còn mưa gió mà mấy ngày tiếp tục, tối nay, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư rồi là xong, mấy cái cây nó rụng hết luôn á, là không còn gì đẹp để quay cho mọi người coi nữa đâu. Hai cả nhà thấy không, không có một chiếc lá nào luôn á. Ý em nói là trên này chắc trời mưa nhiều lắm cho nên không có lá luôn, cây mà không có lá luôn á. Quá sức luôn. Đây nó vô tới thành phố rồi thì mọi người sẽ không có nhìn thấy nhà cửa nữa. Ok, cả nhà. Đó, vô thành phố rồi nè mọi người. Hồi nãy ở ngoài đồng quê cũng vô thành phố rồi. Chỗ này là chỗ ấy, chắc sống được nè, yên tĩnh thiệt là yên luôn. Ok. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà trong video tiếp theo của em. Bye bye cả nhà.